Vâng, xin chào các bạn. Trong mấy ngày hôm nay, từ ngày 10 đến hôm nay đã có rất là nhiều cuộc tụ tập đông người ở nhiều địa phương để biểu tình phản ứng lại với một dự luật về đơn vị hành chánh và luật an ninh mạng. Thì hôm nay tôi xin cùng với các bạn trao đổi với nhau mấy vấn đề liên quan đến hai dự luật này. Trước mắt, tôi xin thưa với các bạn rằng quan sát trong nhiều ngày vừa qua, trên các trang mạng cũng như là qua mạng xã hội Facebook, YouTube, chúng ta thấy rất rõ một điều rằng là các hoạt động tụ tập biểu tình đều do sự kích động và có sự tham gia rất tích cực của rất nhiều đối tượng từ hải ngoại. Trong đó chúng ta thấy rằng là nhiều đối tượng đã dùng tiền, mà trong ngày hôm qua thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được một đối tượng kích động cũng như là sử dụng tiền để mua chuộc, cũng như là lợi dụng những người đang có những hoàn cảnh khó khăn để mà mua chuộc, lợi dụng họ để tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình. Do đó cho nên hôm nay tôi với các bạn cùng với nhau chúng ta phân tích và chúng ta tìm ra nguyên nhân của các cuộc biểu tình này. Trước mắt thì tôi xin nói về dự luật an ninh mạng. Cũng như các bạn đã biết, trong suốt thời gian vừa qua, từ khi mạng xã hội phát triển thì rất là nhiều những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ uy tín và danh dự, cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như là sử dụng mạng xã hội để kích động, bêu xấu, bôi nhọ xã hội và tấn công vào uy tín cũng như danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam, làm tổn hại đến xã hội rất nhiều. Do đó cho nên một luật an ninh mạng cần thiết phải ra đời để điều chỉnh lại mọi hành vi. Trước hết tôi xin khẳng định với các bạn rằng tất cả mọi hoạt động trên mạng xã hội là tự do, và chính sự tự do này cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp. Bởi nếu ai cũng muốn làm theo ý của mình, ai cũng làm theo cách của riêng mình, và dĩ nhiên lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, để làm tổn hại đến tổ chức, đến nhà nước, đến từng cá nhân, thì như thế sẽ làm tổn hại đến tất cả chúng ta. Do đó một dự luật cũng như một luật an ninh mạng trong thời gian vừa qua là điều cần thiết để điều chỉnh lại các mối quan hệ xã hội, cũng như điều chỉnh lại những hành vi ở trên mạng xã hội. Trong đó cũng ví như chúng ta thấy là một hoạt động quảng cáo về một sản phẩm nào đó, mà nếu như chúng ta không có luật về an ninh mạng, như thế thì khả năng sẽ tạo ra một cái kênh để lừa đảo bằng việc đưa một sản phẩm không đủ chất lượng, kém chất lượng quảng bá trên thị trường. Cũng vậy, một số hành vi như lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, mua bán, trốn thuế hay làm các cái hoạt động để mà làm tổn hại đến cộng đồng, cũng như là bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác thông qua mạng xã hội, điều đó cũng sẽ được giải quyết thông qua một luật để điều chỉnh hành vi của tất cả chúng ta. Chúng ta được biết con người chúng ta được cấu thành từ phần con và phần người. Do đó, phần con là thể hiện cái bản chất của mỗi người, thể hiện cái bản năng tự nhiên. Nhưng mà phần người là sự rèn luyện, là sự giáo dục, là sự uốn nắn từ chính các luật lệ của xã hội, để mong muốn mỗi con người sống trong xã hội phải biết tôn trọng lẫn nhau. Do đó cho nên một luật an ninh mạng xuất hiện để điều chỉnh hành vi của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội. Do đó tôi hy vọng rằng các bạn phải cảm thấy an toàn hơn đối với một luật về an ninh mạng. Và tôi đảm bảo với các bạn rằng thông qua một luật an ninh mạng sẽ làm cho tất cả chúng ta được an toàn hơn ở trên mạng xã hội. Chính vì vậy cho nên là việc trong thời gian qua một số các đối tượng cho rằng việc ra luật an ninh mạng là làm bóp đi cái tiếng nói của người dân, cũng như là mất đi cái tự do ngôn luận, đó là một điều xuyên tạc và bịa đặt. Bởi trước hết, nếu như không có luật an ninh mạng, các bạn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn tổn hại ai cũng được, muốn xúc phạm danh dự, bôi nhọ nhân phẩm, cũng như là xuyên tạc bịa đặt về xã hội để mà làm tổn hại, tấn công vào Đảng và nhà nước,
làm cho xã hội ta rối loạn, thì như thế sẽ làm bất lợi cho nhà nước, cho các tổ chức và cho từng cá nhân chúng ta. Vì vậy cho nên việc có một luật an ninh mạng sẽ giúp cho xã hội chúng ta được an toàn hơn, và thông qua đó các bạn được bảo vệ. Trước đây không có luật, chúng ta không biết xử lý các đối tượng này như thế nào. Nhưng nay đã có luật, căn cứ vào luật chúng ta được bảo vệ và chúng ta xử lý được tất cả những đối tượng lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng Internet để phạm pháp, phạm tội. Đó chính là điều mà tôi hy vọng các bạn hiểu và cảm giác an toàn hơn khi có một luật. Bởi luật lệ làm cho chúng ta sống chuẩn mực hơn. Trong một xã hội có nhiều con người khác nhau, với nhiều tính cách khác nhau, với nhiều cái điều kiện đạo đức khác nhau. Do đó cho nên việc sử dụng mạng xã hội để mưu sinh, để kiếm sống, để thực hiện cái mưu đồ lợi ích cá nhân của mỗi người sẽ làm cho mỗi người chúng ta trở nên không được an toàn. Do đó, để an toàn hơn, các dự luật, các luật được ra đời để điều chỉnh hành vi của mỗi người trong một xã hội, để mỗi người sống chuẩn mực hơn và biết tôn trọng lẫn nhau. Luật lệ là để giúp chúng ta sống tốt hơn, chuẩn mực hơn, biết tôn trọng lẫn nhau, và từ đó xã hội này mới là một xã hội văn minh và phát triển. Chứ nếu như ai cũng muốn làm gì thì làm, ai cũng muốn nói gì thì nói, và tổn hại lẫn nhau bằng mạng xã hội và không có luật lệ để xử lý, điều đó sẽ làm cho chính các bạn bị tổn hại chứ không phải ai khác. Và nhất là một số đối tượng trong thời gian qua đã lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, bôi bẩn xã hội chúng ta, làm cho xã hội chúng ta nổi loạn trong suốt mấy ngày nay. Các bạn hãy thấy, ví dụ như chúng ta hoàn toàn không có một luật lệ nào trong luật đơn vị hành chính về đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Nhưng thông qua mạng xã hội, nhiều người đã lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc rằng nhà nước chúng ta có một dự luật cho Trung Quốc thuê đất 99 năm để kích động lòng hận thù dân tộc giữa dân tộc Việt Nam với Trung Quốc. Vì điều đó, cho nên một luật lệ để điều chỉnh hành vi, để phát hiện và xử lý những kẻ đã lợi dụng mạng xã hội làm tổn hại xã hội chúng ta, làm tổn hại nhà nước chúng ta là cần thiết và hết sức cần thiết. Trong mấy ngày hôm nay, các bạn thấy mọi thông tin biểu tình ở nhiều nơi đều hướng đến việc là lật đổ chế độ, chứ hoàn toàn không phải là một hoạt động xây dựng xã hội. Các bạn thấy đó, những từ như Trung Cộng được sử dụng liên tục để miệt thị những người cộng sản. Chúng ta luôn biết rằng chính phủ ta cũng như Trung Quốc đều làm một cái chung một cái thể chế chính trị, đó là cộng sản. Nhưng mà luôn miệng các tổ chức phản động ở nước ngoài cũng như một số đối tượng đang kích động để chống Trung Quốc trong nước trong suốt mấy ngày nay đều sử dụng từ Trung Cộng liên tục, nghĩa rằng nó đang đả phá chế độ cộng sản. Vì điều đó nên tôi hy vọng các bạn nhận diện được các hoạt động chống phá là nhằm lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ chính trị, chứ không phải là một hoạt động để góp ý tiếng nói, góp lên tiếng nói của mình để xây dựng đất nước, hay là phản ứng với một dự luật để giúp đất nước tốt hơn. Vì điều đó nên tôi rất mong các bạn phải hiểu luật an ninh mạng là nhằm bảo vệ chúng ta. Luật an ninh mạng là nhằm giúp cho chúng ta có điều kiện và cơ sở xử lý những kẻ đang lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng Internet để làm tổn hại xã hội chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta cần phải thấy. Một điều nữa là trong suốt thời gian qua chúng ta thấy những cái khẩu hiệu kêu gọi thành lập lại đệ tam cộng hòa, một chế độ cờ vàng ba sọc đỏ trước năm 1975, một chế độ đi theo Mỹ làm bao nhiêu tan thương tan tóc cho dân tộc Việt Nam. Chúng nó đang kêu gọi thành lập một thể chế đệ tam cộng hòa sau cái gọi là đệ nhì cộng hòa đã bị chính nhân dân miền Nam này và dân quân đội nhân dân Việt Nam đã giải trừ và đuổi khỏi bờ cõi đất nước chúng ta. Các bạn thấy đó, sau chiến tranh chúng ta mất 20 năm bị cấm vận, bao nhiêu đau thương, sự kềm nén, và chúng ta không thể phát triển trong suốt nhiều năm cũng do chính chế độ cờ vàng ba sọc đỏ. Việc chống đối đất nước làm cho đất nước bị tổn hại về kinh tế, về chính trị của nhóm cờ vàng ba sọc đỏ từ trong đến ngoài nước đã cho chúng ta thấy rằng họ không vì lợi ích quốc gia dân tộc, mà họ chỉ vì lợi ích, sự ích kỷ cá nhân của cá nhân họ. Họ trả thù, kích động người dân chống Trung Quốc,
đánh Trung Quốc, để mặc kệ rằng nếu chúng ta có thua cuộc thì họ cũng không liên quan, và họ mặc kệ tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra nếu như có chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều đó cho thấy tất cả những người đang cổ suý cho đề Tam Cộng Hòa quay trở lại, một chế độ đã đi giết hại nhân dân, một chế độ đã đánh thuê cho đế quốc, là một hoạt động mà chúng ta thấy rất rõ trong suốt mấy ngày nay. Một số đối tượng đã trưng cờ vàng ba sọc đỏ, và các đối tượng đang ủng hộ cổ suý cờ vàng ba sọc đỏ hải ngoại đã tích cực tuyên truyền, xuyên tạc cũng như kích động đưa tiền cũng như người về đất nước, về trong nước để phá hoại đất nước chúng ta. Do đó cho nên tôi hy vọng rằng là chính chúng ta phải là những người sáng suốt, nhìn thấy rõ vấn đề, nhìn thấy rõ đâu là địch, đâu là ta, nhìn thấy rõ bản chất của vấn đề để chúng ta an tâm nhìn vào cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi tin chắc rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn đất nước này phát triển, và do đó không bao giờ Đảng và Nhà nước Việt Nam có những cái hoạt động mà chính những người đang xuyên tạc bịa đặt cho rằng là bán nước. Và thưa các bạn, trong suốt mấy ngày nay, sau khi đưa ra dự luật an ninh mạng cũng như dự luật về luật đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế, thì qua sự phản ứng cũng như là góp ý của người dân, Quốc hội, chính quyền đã có những tiếp thu tích cực, lắng nghe và đã dời lại việc thảo luận dự thảo luật này, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đưa ra các cái quan điểm cũng như là những kết luận của Quốc hội về dự luật về đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế. Và nhân dân chúng ta lại tiếp tục thông qua các kênh truyền thông, thông qua các kênh đại biểu của mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, để chúng ta tiếp tục đóng góp và xây dựng cho một dự thảo luận tốt hơn. Điều đó để chúng ta thấy rằng nhân dân đang được sự lắng nghe từ chính phủ, từ Quốc hội. Do đó các bạn hãy yên tâm và yên lòng, và chúng ta hãy đừng bao giờ làm tổn hại chính đất nước mình. Thời gian qua các bạn thấy đó, nhiều người đã thất nghiệp vì chính cách cuộc tuần hành biểu tình của các bạn. Nhiều công ty xí nghiệp có thể phải đóng cửa và người ta có thể dời công ty đi khỏi đất nước này, và chính các bạn là những người sẽ thất nghiệp. Và thưa các bạn, tôi được biết rằng Thanh Long của Bình Thuận đã rớt giá một cách thê thảm. Cửa biên giới với Trung Quốc đã đóng, và nhiều người sẽ phải đau khổ khi đổ hết nông sản của mình. Và một điều nữa, hàng ngàn tour du lịch bị hủy. Nhiều nước trên thế giới đã cảnh báo công dân của mình không du lịch Việt Nam. Sự tổn hại cho đất nước do chính cái hành vi của chính các bạn đã trở nên quá sức tưởng tượng. Và trong suốt mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những đối tượng tham gia vào các cuộc tuần hành biểu tình đa phần là những thanh thiếu niên thiếu hiểu biết. Hết sức đau lòng khi các bạn thanh thiếu niên này vừa là những kẻ vô công rõ nghề, nhưng lại là những người tích cực tham gia các hoạt động chống phá, phá hoại. Tôi hy vọng chính quyền cũng như lực lượng cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng đã tham gia phá hoại an toàn, an ninh, xã hội trong suốt mấy ngày nay. Thưa các bạn, một dự luật ra đời là để điều chỉnh hành vi của mỗi người trong xã hội, để chúng ta trở thành những con người biết tôn trọng lẫn nhau, để chúng ta trở thành những con người sống chuẩn mực. Do đó, để sự an toàn của chúng ta được tốt, ngày càng nhiều luật lệ để giúp chúng ta sống chuẩn mực hơn. Đó chính là mấy điều mà tôi muốn nói với các bạn, và hy vọng rằng là các bạn cũng như bà con nhân dân nên bình tĩnh. Cái gì chưa biết, chúng ta phải thông qua các kênh truyền thông, thông qua các cái đại biểu của mình, thông qua địa phương của mình, để tìm hiểu cho thấu đáo, cho thật kỹ, xem có thực sự là Việt Nam chúng ta cho Trung Quốc thuê đất 99 năm hay không, hay dự luật an ninh mạng có làm cho chúng ta mất đi tự do ngôn luận hay không. Tất cả những điều đó đều được chứng minh rằng sự an toàn của chúng ta mới là cái mà nhà nước quan tâm.
Luật an ninh mạng giúp chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream sau. Xin chào.